Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khám phá đó đây. Bạn thân mến, cho mình hỏi ạ, với bạn bây giờ ấy, cái thứ giá trị nhất mà bạn đang sử dụng là gì? Đó là chiếc điện thoại hay là chiếc xe máy hay là chiếc máy tính? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới nhé. Và trong khi nhiều học sinh với những hoàn cảnh khó khăn phải vật lộn với miếng ăn hàng ngày thì có rất nhiều những cậu ấm cô chiêu khi sinh ra thậm chí đã ngậm thìa vàng, và người ta hay nói là cách xa vạch đích hàng ngàn km, thậm chí là phải lùi vạch đích tới rất là lâu thì mới có thể tới vạch đích được. Từ những cái thứ đời thường nhất cho đến những cái món đồ hàng độc lạ đắt tiền, chỉ cần mong muốn là họ có thể dễ dàng sở hữu chúng ở trong tay. Vậy thì đó là những món đồ đắt đỏ nào? Ngay bây giờ hãy cùng chúng mình đi khám phá nhé. 7 đồ dùng mà chỉ con nhà siêu giàu mới sử dụng. Và đầu tiên đó là giấy vệ sinh bằng vàng. Trong khi nhiều người không có cháo mà ăn thì một số đại gia trên thế giới có quá nhiều tiền mà không biết dùng làm gì nên đã đặt mua những cuộn giấy vệ sinh đắt giá như thế này đây. Đúng là người thì ăn không hết mà kẻ lần chẳng ra. Được mệnh danh là giấy vệ sinh đắt nhất ở trên thế giới, giấy vệ sinh dát vàng do công ty Toilet Paper Man ở Úc đã sản xuất có giá lên đến 34,7 tỷ đồng. Trời ơi, nghe đến cái con số này thôi là mình đang xây sẩm mặt mày rồi. Con số mà cả đời người không phải ai cũng có được. Ấy vậy mà chỉ bằng một cuộn giấy vệ sinh. Hay, cuộc đời đúng là thật bất công. Thôi thì mấy ông mà giàu quá không biết dùng tiền để làm gì ý, thì đưa đây để chúng tôi mang đi từ thiện cho những người nghèo khó. Nếu bạn nào mà đồng ý với ý kiến của mình thì hãy comment ngay chữ ủng hộ người nghèo xuống phía bên dưới nhé. Tuy nhiên mình có một cái thắc mắc nhỏ, đó là thì cái mặt giấy nó được mạ bằng vàng, tức là nó có màu vàng đúng không? Thế thì có một cái vấn đề, đó là khi người ta ấy xong ấy thì cái màu của cái thứ đấy đấy nó cũng giống với cái màu của cái giấy kia ấy, thì làm sao mà phân biệt được chứ? Theo bạn thì làm như thế nào để phân biệt được bây giờ, chứ mình là mình rối lắm rồi đấy. Cái khoản là hai cái màu đấy gọi là nó cứ giống nhau ấy. Nếu mà một ngày nào đó mà bạn đang đi đường vô tình vấp phải một cái cuộn giấy dát vàng do một tỷ phú nào đánh rơi ý, thì bạn sẽ làm gì? Thì nhặt được của rơi đem trả lại tỷ phú đã mất, hay là thôi thì có cuộn giấy vệ sinh nó cũng chả đáng là bao thì thôi đem về dùng hộ. Hãy comment ngay ý kiến của bạn xuống phía bên dưới nhé. Và thứ hai, hãy cùng đến với áo sơ mi bằng vàng ròng. Cho mình hỏi là cái bộ quần áo đắt nhất mà bạn từng mặc ấy thì có giá bao nhiêu tiền? 1 triệu, 2 triệu hay là rất nhiều tiền? Hãy comment xuống phía bên dưới nhé. Với những người mà có cuộc sống bình thường như chúng ta ấy, thì cái việc sở hữu một chiếc dây chuyền hay một chiếc nhẫn đã là sung sướng, gọi là sướng lắm rồi ấy. Tuy nhiên, với giới đại gia thì họ không nghĩ như vậy đâu các bạn ạ. Mặc dù giàu có, như một đại gia người Ấn Độ có tên là Jared Kruk không hề có sở thích với những chiếc siêu xe hay là mua sắm nhà cửa, mà cái niềm yêu thích vô bờ bến nhất của người đàn ông này chính là trang sức. Tuy nhiên, khi trên người không còn chỗ để đeo nữa thì ông ấy mới nghĩ ra ngay một cái ý tưởng, thiết kế một chiếc áo sơ mi bằng vàng để khiến bản thân mình trở nên gọi là độc nhất vô nhị luôn. Chiếc áo này trị giá tới 5 tỷ rưỡi, với trọng lượng của áo lên đến 3,32 cân. Và ông này đã đề nghị tổ chức Guinness Thế giới xem xét để ghi nhận kỷ lục đây là một chiếc áo sơ mi nặng nhất trên thế giới. Và để hoàn thành được chiếc áo thì ông này đã thuê hẳn một đội thợ kim hoàn gồm 15 người làm liên tục trong 15 ngày, với thời gian là 18 tiếng một ngày thì mới ra được một chiếc áo như vậy. Hỏi thật nhá, nếu là bạn ấy thì bạn có dám mặc chiếc áo như vậy hay không? Chứ còn nếu là mình thì mình chẳng bao giờ mặc chiếc áo đấy cả. Dại gì mà mặc ra ngoài kia người ta thấy áo bằng vàng, người ta lại ôm luôn cả người lẫn áo mang bán sang Trung Quốc thì có mà chết à? Nhưng mà mình cũng nói thật là để mặc được cái chiếc áo này thì cũng rất là căng thẳng. Đảm bảo là lúc nào cũng phải có một cái đội vệ sĩ đi cùng, ngay cả khi ở trong WC. Chứ thằng trộm nào nó mẻ để ý thì xong đời luôn. Và thứ ba, đó là chiếc đồng hồ Henry Grace Junior Super Complication. Cho mình hỏi là ở đây có bạn nào đang đeo đồng hồ hay không? Hãy để lại comment bên dưới nhé. Chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng có trọng lượng hơn 0,5 cân. Sản phẩm độc đáo này đã được Henry Grace Junior, một người làm trong lĩnh vực ngân hàng nhưng lại rất đam mê đồng hồ, đặt hàng Patek Philippe vào năm 1925. Và chiếc đồng hồ này đã giữ danh hiệu chiếc đồng hồ phức tạp nhất ở trên thế giới trong suốt 56 năm, bởi người chủ phải mất tới 8 năm mới có thể hoàn thành được nó. Và điều khiến người ta kinh ngạc nhất ở chiếc đồng hồ này không phải bởi giá trị hay ngoại hình, mà là do nó được chế tác từ 900 bộ phận riêng biệt, gồm cả lịch vạn niên, bầu trời đêm của thành phố New York, chu kỳ mặt trăng, dự trữ năng lượng, chỉ báo hướng mặt trời mọc và mặt trời lặn. Với những cái tính năng khác biệt cùng với chất liệu sang, xịn và mịn làm ra chiếc đồng hồ này mà nó đã được đấu giá tới mức giá, bạn có tin nổi không? Đó là 253 tỷ đồng, một con số thật sự quá chi là khủng khiếp luôn. Đến đây thì bạn đã cảm thấy, bạn có ngửi thấy cái video này có một cái mùi gì không? Đố bạn nào biết đó là mùi gì đây? Để mình bật mí luôn cho các bạn biết nha. Đó chính là mùi tiền các bạn ạ. Phải có tiền thì mới dùng được, chứ không có tiền thì chả bao giờ mơ có những cái thứ này để mà dùng cả. Và thứ tư, đó là bút máy Fugol Nocturnus. Cho mình hỏi là khi mới bước vào lớp 1 ấy, thì ai là người mua chiếc bút máy đầu tiên cho bạn? Hãy để lại comment nhé.
Hãy tưởng tượng một ngày nào đó mà bạn được cầm trên tay mình ấy, một cái bút trị giá lên tới 184 tỷ đồng. Không biết các bạn như thế nào chứ phải mình là mình cầm mình còn run tay ấy, bởi vì nó đắt quá, sợ mất các bạn ạ. Chiếc bút máy này là bút máy đắt nhất trên thế giới, được gia công bởi công ty sản xuất nổi tiếng là Tibari. Cây bút máy này từng được bán với giá là 184 tỷ trong một cuộc đấu giá tại Thượng Hải vào năm 2010. Và đó các bạn biết cái điều đặc biệt gì đã khiến cây bút này lại có mức giá trên trời tới như vậy? Thật ra là bởi vì chiếc bút này được thiết kế dựa trên tỷ lệ vàng, có nghĩa là tỷ lệ thần thánh, được coi là chuẩn mực trong kiến trúc phục hưng. Bạn có biết là ngay cả tháp rùa của Việt Nam ấy thì cũng chịu ảnh hưởng của tỷ lệ này hay không? Không những thế nhé, ngoài cái hình dạng thần thánh được thiết kế rất là tỉ mỉ ấy, thì cái cây bút này còn được trang trí với 945 viên kim cương đen và 123 viên hồng ngọc, giúp cho nó trở nên càng ngày càng đắt giá hơn. Thật sự là khi cầm trên tay một chiếc bút như vậy ấy, thì đúng là điều mong ước không chỉ của học sinh đâu mà còn kể cả những doanh nhân thành đạt nữa chứ. Vậy nhá, thật sự mình cứ giả sử đi là nếu một ngày mà bạn có một cái chiếc bút máy như thế này mà rơi trúng đầu bạn ấy, thì bạn sẽ làm gì với nó? Hãy chia sẻ ngay kế hoạch của bạn cho mọi người cùng biết nhé. Và thứ năm đó chính là Bucci Graphon Faber-Castell Perfect. Tất nhiên là khi sở hữu một em bút máy siêu sang, siêu xịn sò trong tay thì ở trong bộ đồ dùng học tập của bạn không thể nào thiếu được một chiếc Bucci có giá trị lớn nhất trên thế giới phải không nào? Đây là chiếc Bucci được chế tác bởi một công ty gia đình ở Đức vào năm 2008. Nó được làm từ loại gỗ ô liu đã 240 năm tuổi với chiếc vỏ sang trọng được sản xuất từ 18 carat vàng trắng. Ngoài ra thì chiếc Bucci này còn được trang điểm lộng lẫy với 3 viên kim cương. Không những thế thì đây lại là một chiếc bút được sản xuất phiên bản limited các bạn ạ. Chỉ có 99 chiếc bút chì như thế này được tạo ra. Và chính vì vậy nó được bán ra thị trường với mức giá khoảng 294 triệu đồng. Wow, đúng là một cái chiếc bút chì mà có giá cả 100 triệu. Nghe thấy cái con số này có làm bạn cảm thấy bị sốc hay không? Và điều đáng nói hơn là một chiếc bút chì này có thể dùng được trong một thời gian là chúng sẽ mòn hết. Thế này chắc chỉ có mua về để trưng bày thôi chứ viết lách gì. Tuy nhiên với cái độ độc lạ và đắt giá đến như vậy thì sẽ khiến cho sản phẩm này được các tỷ phú săn đón nó như là một cái vật dụng để bổ sung vào bộ sưu tập và những cái thứ đồ dùng đắt giá của mình. Đây là điều hiển nhiên rồi đúng không nào? Tầm này thì có phải mua bút về để viết nữa đâu, mua bút về để là trưng bày cho đẹp thôi chứ. Và thứ 6 đó là hộp bút chì màu Carbox. Hôm nào đi học có giờ tập vẽ mà không có hộp bút màu bên cạnh thì đúng là một sai lầm to lớn phải không nào? Có khi còn bị giáo viên đuổi về với cái tội gọi là thiếu đồ dùng học tập luôn ấy chứ. Tiện đây cho mình hỏi là đã bao giờ bạn bị cô giáo phạt vì để quên đồ dùng học tập hay chưa? Có thể với người bình thường ấy thì cái bút chì màu đơn giản nó là cái dụng cụ vẽ tranh, nhưng đối với những người làm thời trang thì thật sự cái bộ màu chì rất là chất lượng ấy thì sẽ là vũ khí bí mật để giúp cái người đó sáng tác nghệ thuật. Chính vì thế nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Karl Lagerfeld đã nảy ra ý tưởng với những hãng họa phẩm có 255 danh tiếng Faber-Castell để cho ra mắt cái sản phẩm này. Toàn bộ vỏ ngoài của Carbox có thiết kế giống với hộp đựng đồ trang điểm cưới của người Trung Quốc cổ xưa. Toàn bộ vỏ ngoài được làm từ gỗ sồi cao cấp và phủ lớp sơn đen bóng bẩy, đem tới cái cảm giác rất chi là sang trọng. Nắp hộp thì cũng khắc logo biểu tượng của nhà thiết kế. Nói chung thì chính vì những cái đặc điểm rất chi là thú vị này mà nó được bán với mức giá lên tới 66 triệu đồng. Suy đi tính lại thì 66 triệu đối với mình thì to chứ với mấy cái đại gia kiếm tiền như nước thì số tiền này đã nhằm nhò gì. Vung tay một cái thôi là có tiền luôn. Và thứ 7 đó là chú ngựa bập bênh bằng vàng. Có thể các bạn từng chơi với những chú ngựa bập bênh bằng gỗ này hay là bằng nhựa, nhưng đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu ấy thì những cái món đồ chơi này phải làm bằng vàng mới giúp họ chứng tỏ được cái đẳng cấp của mình. Được biết là cái chú ngựa này được chế tác bởi công ty đá quý Tanaka để chào mừng ngày sinh nhật của hoàng tử Nhật Bản. Nó được làm bởi một bộ khung sắt và phủ lên đó 24 carat vàng.